chào mọi người, mình là Thuận, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Biển Sự của mình. Video hôm nay là tập 5 của series Henry ăn dặm. Thì mọi người nhìn thấy ở đây mình đang có rất là nhiều loại rau, củ, quả, trái cây. Và trong tủ lạnh thì còn đang có thịt cá nữa. Thì chắc mọi người cũng đã đoán được, trong video này mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình đã cắt và chế biến thức ăn cho Henry ăn dặm với chị Huy ở giai đoạn đầu tập kỹ năng như thế nào. Chúng ta có 4 nhóm thực phẩm chính. Thứ nhất đó là nhóm rau củ, thứ hai là nhóm trái cây, thứ ba là ngũ cốc và thứ tư là đạm. Thì ở đây mình đã chọn ra những loại thực phẩm rất là phổ biến để các mẹ có thể cùng xem video và cùng áp dụng thực hành chế biến cho bé luôn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Với các loại củ như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ rửa sạch và gọt vỏ ha. Ở đây mình có cà rốt thì mình đã gọt vỏ và cắt đôi củ cà rốt ra như thế này. Chiều dài của miếng thức ăn mọi người sẽ đo khoảng bằng một ngón tay trỏ của chúng ta như thế này ha. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt xuống. Mình sử dụng dao cắt răng cưa. Dao răng cưa thì sẽ cắt ra những miếng gợn sống và khi mà bóc ăn thì bé rất là dễ cầm để bóc. Miếng này khá là to nè. Mình cắt đôi thêm miếng này một chút nữa. Thế này, theo hướng dẫn á, thì chúng ta sẽ cắt chiều ngang là khoảng 2 ngón tay chụm lại như thế này nè mọi người. Thì cái này mình nghĩ là cũng tùy thôi, khi mà cho bé ăn á, rồi mọi người sẽ điều chỉnh, bởi vì cũng tùy theo cách mà các bé cầm nữa. Có bé thì sẽ thích cầm miếng nhỏ hơn một tí, hoặc là có bé thì cầm miếng to hơn một tí. Thì chúng ta sẽ cắt và quan sát các bé khi bé ăn rồi mình sẽ điều chỉnh cho những lần sau ha. Như Henry thì mình thường hay cắt dẹt ra một tí xíu và mình thấy là Henry dễ cầm và ăn hơn. Tiếp theo là củ su su mình cũng gọt vỏ hết. Sau đó thì mình sẽ chẻ ra làm đôi. Mình sẽ lấy cái phần hột này ra nè. Cắt bỏ phần hột ha. Củ su thì chiều dài cũng đã khoảng một ngón trỏ của chúng ta rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chiều ngang khoảng 2 ngón tay chụm lại như thế này. Vì bé mới tập ăn á, cho nên là thường thì những cái miếng mà có những cái phần nhọn nhỏ nhỏ như thế này nè, thì mình sẽ không có chọn cho bé mà mình sẽ chọn những cái miếng to đều như thế này ha, để hạn chế việc con cắn mà bị hóc. Giai đoạn đầu Henry mới ăn dặm á, mình cũng sợ là Henry cắn những cái phần nhỏ này sẽ bị dễ bị hóc lắm. Cho nên mình thường hay có xu hướng là mình cắt kiểu như thế này nè. Mình sẽ cắt bỏ cái phần nhỏ đi, thành một cái miếng kiểu hình chữ nhật như thế này. Thì Henry cầm múc cũng dễ và hạn chế được cái việc con bị hóc. Rồi, trong quá trình con ăn chúng ta sẽ quan sát và điều chỉnh những lần sau. Tương tự như vậy thì mọi người cũng cắt như thế cho các loại củ ha. Ở đây tiếp tục mình cắt củ cải nè, một ngón tay trỏ. Nè. Hai ngón tay chụm lại. Mình sẽ cắt cái miếng này xuống. Đó. Thường thì mình sẽ cắt cho Henry một miếng như thế này. Tiếp theo là bí đao, cũng tương tự như vậy luôn mọi người. Cái miếng rất là dày nè, mình sẽ cắt thêm một tí nữa. Đây. Mọi người dùng dao răng cưa á, thì nó có cái khía răng cưa này nè, bé cũng rất là dễ cầm nắm và đưa lên miệng. Tiếp theo là bí đỏ. Bí đỏ này thì mình mua bí hồ lô á, cho nên là nó có hình dáng như thế này nè mọi người. Mình cũng đã gọt vỏ rồi. Bí đỏ thì mình cũng sẽ cắt làm sao để cho nó ra được hình giống như là cái quả này. Cho nó răng cưa, cho răng cưa một chút cho con dễ cầm. Và bí cũng rất là mềm á, cho nên mọi người cũng có thể cắt hơi dài dài một tí xíu để con cầm không có bị nát. Trong quá trình mà Henry ăn á, thì mình thấy là những cái miếng hình chữ nhật dẹp dẹp như thế này nè, thì Henry rất khá là dễ ăn, dễ cắn được và dễ nuốt được. Tiếp theo là ớt chuông. Ớt chuông thì mình sẽ cắt.
bỏ cái phần hột ở giữa đi ha. Ớt chuông thì độ dài nó cũng đã khoảng một ngón trỏ rồi nè, nên là không cần cắt nữa ra đâu mọi người. Mà mình sẽ cắt miếng luôn như thế này. Ớt chuông thì mình để vỏ chứ mình không có gặp vỏ, bởi vì hấp chuông, ớt chuông khi mà luộc hay hấp lên thì vỏ cũng rất là mềm thôi. Tiếp theo là ngô bao tử mà mình hay gọi là bắp non. Thì bắp non á, mình thấy là kích thước cũng rất là vừa vặn rồi, nên mọi người cũng không cần phải cắt đôi ra đâu, mà mình thấy như vậy là ổn rồi á. Thường á, thì mình sẽ cắt một chút ở cái phần đầu này đi. Xíu xíu ra thì vậy là được rồi. Và khi mà mọi người luộc hay hấp lên á, thì nó cũng giòn giòn mà bé cũng xử lý được đó, nên là sẽ để như thế này luôn ha. Rồi măng tây. Măng tây thì chúng ta cũng sẽ đo kích thước khoảng một ngón trỏ ha, chiều dài một ngón trỏ. Như thế này là bé đã có thể bắt ăn được rồi nè mọi người. Dưa leo thì thời gian đầu Henry mới bắt đầu tập ăn á, mình đều gọt hết vỏ ra như thế này, bởi vì mình sợ là vỏ này Henry không xử lý được và có thể bị hóc nghẹn, nên mình hay gọt vỏ. Thì độ dài kích thước cũng y chang như là nãy giờ mình cắt thôi. Mình cũng cắt xuống như thế này. Miếng này hơi dày một tí nên mình sẽ cắt ra. Trong quá trình mà bé ăn thì mọi người cứ quan sát ha, kiểu nào mà bé dễ cầm nắm thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại không sao hết. Tiếp theo là súp lơ xanh. Súp lơ xanh đó thì mọi người sẽ cắt những cái phần bút này ra nè. Như mình làm ha. Chúng ta sẽ giữ là cái phần thân dài một tí xíu để cho bé có thể cầm được. Thì thường là các bé sẽ cầm cái phần thân này đưa lên miệng ăn. Tiếp theo là rau. Rau lá thì mình không cho Henry ăn ở những ngày đầu, mà mình cho Henry ăn khi mà Henry đã bắt đầu nhai nuốt khá là ổn rồi, tập quen quen rồi thì mình mới bắt đầu cho Henry ăn rau lá. Nhưng mà rau lá ở giai đoạn tập kỹ năng á, các mẹ cũng sẽ bỏ phần lá đi nha. Chúng ta chỉ cho con ăn ở phần thân này thôi, không ăn phần lá nha, vì phần lá thì con rất là dễ bị hóc nghẹn bứ ở cổ, nên chúng ta chỉ chọn phần thân này thôi. Mình đã cắt xong rau củ rồi đây, và bây giờ sẽ đến bước chế biến. Chế biến thì giai đoạn đầu khi bé tập kỹ năng á, thường mình sẽ hấp hoặc là luộc để giữ được các dinh dưỡng và cũng như là vị ngọt tự nhiên của từng loại rau củ. Mỗi loại thì sẽ có thời gian hấp và luộc khác nhau, nên là tùy loại mà chúng ta hấp và luộc ha. Dưa leo và ớt chuông thì chỉ cần chần qua nước sôi một chút là xong, chứ không cần luộc hay là hấp lâu đâu. Còn những loại này thì chúng ta sẽ hấp, và trong quá trình hấp á, thì mình sẽ canh thời gian. Ok, bây giờ mình sẽ mang đi hấp cho mọi người xem nha. Đây là chiếc xửng mà mình vẫn thường hấp đồ ăn cho Henry nè. Trong bữa ăn đó bé ăn bao nhiêu thì mọi người hấp bấy nhiêu ha. Ví dụ hôm đó ăn cà rốt, su su, súp lơ chẳng hạn. Mình có tham khảo về thời gian hấp và luộc một số loại thực phẩm thì mình sẽ để đây cho mọi người tham khảo nha. Nhưng mà mình nghĩ là tham khảo thôi, bởi vì mỗi nhà, mỗi bếp của mọi người sẽ khác nhau á, cho nên có thể thời gian sẽ xê dịch một chút xíu. Thì thực tế là trong quá trình mà hấp thức ăn cho con, mình cũng sẽ canh thời gian và mình kiểm tra. Thì ví dụ tầm khoảng 5 phút thì mình sẽ mở ra và mình xem thử là súp lơ đã ok chưa, bằng cách là mình sẽ dùng đũa nè, mình test thử nè. Ok, súp lơ thì sau 6 phút hấp á, thì mình thấy ok rồi nè, mềm mềm rồi nè. Rồi mình sẽ test thử su, xem là su đã mềm chưa. Mọi người có thể dùng chiếc đũa và ấn xuống như thế này. Ở đây thì mình thấy su cũng đã mềm rồi nè. Thì súp lơ và su là mình đang hấp trong 6 phút đó mọi người. Bên này thì cà rốt thì mình thấy vẫn còn hơi cứng một tí, nên là mình sẽ lấy su và súp lơ ra trước ha. Và một kinh nghiệm của mình đó là trong quá trình mà con ăn á, thì mọi người quan sát, nếu như mà mình lỡ hấp mềm quá, con cầm lên và con bóp nó nát hết, con cầm lên cái là nó bị gãy, thì đó là chúng ta sẽ biết là mình đang hấp mềm quá.
Thường thì những ngày đầu á, mình hay bị hấp mềm. Cà rốt như thế này cũng ổn rồi nè. Tiếp theo là đến trái cây. Thì ở đây mình có chuối. Chuối thì thường mình sẽ cắt cho Henry như thế này. Mình sẽ cắt đôi ở đây. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần vỏ, một nửa phần vỏ ở trên đó mọi người. Đây, mình thường cắt chuối như thế này. Thì phần dưới này là phần vỏ để cho bé cầm nè. Và bé sẽ ăn cái phần ở trên ha. Thì mình thấy là tùy bé đó, có một số bé thì thích ăn như thế này. Nhưng mà cũng có một số bé thì lại ăn theo kiểu khác, lấy hết phần vỏ ra. Thì có một số bạn mình thấy ăn như thế này nè. Cũng cắt ra và cầm như thế này luôn. Thì chuối rất là mềm và bé rất là dễ bóc nát, cho nên mọi người có thể cắt dày một tí. Đó, dài như thế này thì bé cũng thích ăn. Thì cái này thì các mẹ quan sát ha. Nếu mà khi các bé ăn mà bé bóp nát quá không ăn được á, thì mọi người có thể cắt đầu của mình. Còn nếu mà mọi người thấy là cắt đầu bé cầm không được và chuối to quá, thì mọi người có thể cắt nhỏ ra như thế này. Thì chúng ta cứ cho cắt và cho con ăn thử, quan sát rồi thay đổi. Táo mình sẽ gọt vỏ và bỏ hộp nha mọi người. Các loại trái cây thì thường chúng ta có thể cho con ăn trực tiếp, tức là cắt gọt vỏ xong là ăn trực tiếp luôn. Nhưng mà táo và lê thì nó sẽ hơi cứng một tí, cho nên là thường là mình sẽ cắt ra sau đó mình hấp một chút rồi mới cho Henry ăn. Thì táo và lê hấp lên cũng rất là mềm và ngon. Táo thì mình cũng cắt thành miếng như thế này. Dưa hấu chúng ta cũng sẽ bổ ra. Bé ăn ít thì mọi người cắt một miếng nhỏ thôi. Cắt ra rồi. Dưa hấu đỏ rất là ngon. Dưa hấu thì chúng ta sẽ gọt vỏ và lấy hạt ra nha mọi người. Mình nghĩ là bạn nhỏ nào cũng rất là thích ăn dưa hấu, và dưa hấu ngọt ngọt á, rất là ngon. Mình sẽ cắt thành miếng như thế này. Thanh long, mình thường hay chọn thanh long ruột đỏ. Henry rất là thích thanh long ruột đỏ, vì mình thấy thanh long ruột đỏ cũng rất là ngọt. Mỗi lần mà ăn mà có thanh long là Henry thích lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây là quả mà các mẹ cho bé ăn dặm bé Chi Huy thường sợ nhất, bởi vì rất là dơ. Khi mà bé ăn thanh long đỏ thì chay chét đầy bàn hết. Nhưng mà đây là một quả rất là ngon và có nhiều dinh dưỡng cho bé đó mọi người. Wow, nhìn rất là ngon luôn. Mình thường sẽ tách vỏ ra như thế này. Rồi sau đó cắt cho Henry. Thanh long rất là mềm mà các bé cũng dễ ăn lắm. Và vị thanh long mềm á, cho nên là lúc mới ăn á, Henry cũng hay bóp nát lắm. Thì nếu mà sợ bé bóp nát á, mình có thể cắt dày hơn một tí. Dày một chút thì con cũng dễ cầm nè. Đó, thì trong quá trình mà con ăn á, chúng ta sẽ quan sát rồi điều chỉnh cách cắt lại cho phù hợp là được. Rồi, đạm thì ở đây mình có thịt heo, thịt gà, cá hồi và tôm. Đạm á, thì như Henry và Peanut thì tầm qua 7 tháng trở đi mình mới bắt đầu cho các con ăn đạm. Bởi vì cả hai bạn đều có cơ địa dị ứng nên là mình cũng hơi ré một tí. Các mẹ có thể bắt đầu với thịt heo. Thì thịt heo là một trong các loại đạm cũng ít có khả năng dị ứng. Thì ở đây mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cắt luôn. Thịt heo mình thường hay chọn loại nạc. Đây là nạc dăm nè mọi người. Thịt heo thì mọi người cắt miếng như thế này và luộc lên là bé có thể ăn được rồi nè. Bé sẽ cầm múc thôi. Bắt đầu làm quen với thịt. Thịt gà thì các bé từ 7 tháng trở lên là bắt đầu có thể ăn được thịt gà rồi. Mình thường hay mua phần ức gà. Và mọi người cũng sẽ cắt. Cũng giống như là cắt thịt hồi nãy vậy đó. Thì cũng cắt một miếng như thế này rồi luộc lên là được. Và ở giai đoạn đầu bé ăn dặm thì cũng không nêm gia vị gì hết nha mọi người. Cá hồi là loại cá có rất là nhiều dinh dưỡng cho các bé. Thì hồi đó là cá hồi thì phải đến 8-9 tháng mình mới bắt đầu cho Peanut và Henry ăn cá hồi. Cá hồi thì chúng ta cắt miếng cỡ như thế này nè. Rồi hấp luộc lên cho bé cầm ăn. Rồi bé sẽ bóc ăn. Tôm thì chúng ta sẽ chọn tôm to to như thế này nè. Và luộc lên. Sau đó thì bóc vỏ ra và để nguyên con luôn. Để cho bé cầm ăn là được. Henry thì hồi đó đến 8 tháng mình mới bắt đầu cho Henry ăn tôm. Bởi vì mình cũng sợ dị ứng. Henry thì có cơ địa dị ứng lắm. Các loại đạm thì mọi người chỉ cần luộc đến khi chín là được ha. Đối với nhóm tinh bột ở giai đoạn đầu ăn dặm bé Chỉ Huy thì thường là mình hay cho Henry ăn bánh mì sandwich. Những ngày đầu á, thì đa số là Henry chỉ ăn rau củ để tập bóc tập đồ thôi. Và khi mà bắt đầu bóc quen rồi thì mình cho ăn thêm
bánh mì sandwich như thế này nha mọi người. Bánh mì sandwich á, thì mình sẽ cắt bỏ phần rì ở ngoài, mình chỉ lấy phần trắng ở phía trong thôi. Nên mình cắt thành các miếng hình chữ nhật như thế này, và mình mang đi nướng hoặc là bỏ vào nồi chiên không dầu để nướng cho nó giòn giòn, hoặc là các mẹ cũng có thể áp chảo cho bánh mì giòn giòn thì con sẽ cầm và dễ ăn hơn là so với việc để yên như thế này. Bởi vì các bé mới tập ăn á, thì bánh mì nếu mà mọi người không làm cho nó giòn giòn dễ cắn thì bé sẽ dễ bị hóc nghẹn lắm. Cho nên là để hạn chế cái việc hóc nghẹn, chúng ta sẽ làm cho bánh mì cứng và giòn giòn một tí ha. Bánh mì giòn cũng nhanh lắm mọi người, để lên chảo chút xíu là ok rồi. Mình hy vọng là video này cũng khá là đầy đủ về các cách cắt và chế biến thức ăn cho bé giai đoạn đầu khi các bé đang tập kỹ năng rồi. Nếu mà mọi người có thêm những thắc mắc gì đó thì hãy để lại ở phần bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha. Bye bye.